Xin chào các bạn, chào bạn trở lại với nhóm review. Thì ở cái video lần trước mình có hướng dẫn các bạn cài thư viện cho cái Wi-Fi SP32 trên trình miễn dịch Arduino IDE. Đây, các bạn có thể lên YouTube và tìm test kit SP32 với Arduino. Thì ở video lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn nạp code trên cái tức là nạp code cho cái module Wi-Fi SP32. Đây, SP32 ở đây. Thì đầu tiên các bạn cần chuẩn bị một số cái thiết bị như sau. Thứ nhất là một cái module Wi-Fi SP32. Thứ hai là một cái socket socket SP32. Đây, các bạn sẽ hàn cái module lên đây. Ở đây thì đã ra các cái chân và một nút reset này, một nút GPIO0 để hỗ trợ cái việc nạp chương trình nó dễ dàng hơn. Đây, các cái chân ra. Các bạn có thể đấu chân trực tiếp trên con SP32 này mà không cần cái socket kia cũng được. Và cái không thể thiếu là một cái USB2COM TTL. Ở đây mình giờ sử dụng FT232. Đây, các bạn có thể sử dụng BL2303. Rồi, thì đây, bây giờ mình sẽ tiến hành kết nối. Các bạn kết nối như ở cái hướng dẫn mình đây, tức là nguồn 3,3V ở FT232 sang EV32, TX và RX, RX vào TX và GND và GND. Và nếu mà bạn nào không sử dụng cái socket ấy, thì các bạn phải nối cái chân reset ra một nút nhấn, và cái chân GV0 ra một cái nút nhấn hoặc là một cái dăm, để khi mình nạp thì mình phải kéo xuống mát ấy, kéo xuống GND ấy. Rồi, thì ở đây mình sử dụng socket này. Đây, mình đã hàn nó lên và nối dây ra con TT232 ở đây. Ok, đầu tiên thì bạn kết nối với lại máy tính này. Ở trên máy tính các bạn kiểm tra cổng kết nối. Đây, của mình nó nhận cổng 3 này, cổng 3. Rồi, vào trình miễn dịch Arduino IDE này, các bạn vào tool, chọn cái board này. Thì ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn làm trên con kit Wi-Fi SP32 rồi, thì cái con này cũng làm tương tự như thế. Đây, chọn SP32 80 hoặc 40 này, tốc độ này. Các bạn chọn cổng com 3 này. Rồi, thì trước khi nhấn upload, các bạn phải kéo cái chân GV0 xuống mát. Ở đây mình sử dụng socket thì có nút nhấn ở đây rồi. Các bạn nhấn giữ này, và đồng thời nhấn nút reset. Rồi, trong quá trình nạp thì các bạn luôn luôn phải kéo cái chân GV0 xuống mát nha. Rồi, sau khi nhấn reset, các bạn tiến hành upload. Đây, thì ở đây mình làm một cái code nhé led ra chân chân 13 đấy. Đây, đây, và quá trình nạp đã thành công, đó là lắp đinh. Rồi, sau khi nạp xong các bạn có thể thả cái nút GV0 ra. Nếu mà bạn dùng dây kéo ra thì bạn phải kéo nó lên VCC hoặc là thả nó. Rồi,
sau khi bỏ cái nút tức là cho vào chế độ hoạt động thì các bạn nhấn nút reset này. Đây mình đây mình đang cho nháy led ở chân 13 này. Bây giờ mình thay đổi tần số này. À, thay đổi cái tần số nháy cho 100 này. Rồi, và tiến hành làm lại. Đấy, vào chế độ nạp này. Mình nhấn upload. Sau khi nạp xong thả ra và nhấn nút reset là nó sẽ vào chế độ chạy chương trình. Đó. Okay. Đó. Thì cái video hướng dẫn nạp nạp chương trình cho cái module Wi-Fi IP32 thông qua trình miễn dịch Arduino IDE của nhóm này là kết thúc. Thì các bạn có vấn đề thắc mắc về cái cách nạp hay là cách cài thư viện thì hãy comment ở phía dưới để nhóm hỗ trợ. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái video của mình. Nếu thấy bổ ích thì hãy like, share và subscribe cho nhóm nhé.